cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì? Nếu bây giờ mà có được một điều ước thì anh sẽ ước được một sinh như vậy. Anh được nhìn thấy em. Phải đi chơi bộ quá hả? Sau khi nhìn thấy em nhau thì em
em thì quyết định tham gia đề. Và trong thời gian đó em để ý là em không có thể quên anh được. Lúc nào em cũng suy nghĩ tới anh mà. Và sau đó em mới về Mỹ, về nhà của mình và gặp ba má của anh. Và ba má của anh mới cho địa chỉ và cũng cho cái chìa khóa của anh nè. Em đột ngột mất tích. Em có biết là anh đã tìm kiếm một thời gian rất là dài được không? Xong bây giờ đột ngột em cũng quay lại. Và em nói với anh là em giận anh. Một lý do duy nhất là giận thôi sao? Em có biết là trong khoảng thời gian đó anh đã mệt mỏi và khổ sở thế nào không? Thôi mà, đừng giận em mà. Em cũng kiếm anh cực khổ lắm mà. Thôi, đừng giận nha. Em à, anh xin lỗi. Anh không thể. Hiện giờ anh đã yêu người khác rồi. Anh nói cái gì? Anh đã quen người này bao lâu rồi? Em à, anh xin lỗi. Anh yêu quý được 3 tháng. 3 tháng à? 3 tháng à? Mình đã quen được là 3 năm rồi. Em tưởng là anh yêu em 3 năm rồi. Em không chấp nhận rồi. Alo? Rồi, được rồi. Rồi, em biết rồi. Dạ, rồi, em xuống nha. Em bình tĩnh ngồi xuống đây đợi anh một chút. Anh ra ngoài rồi anh quay lại. Anh sẽ nói chuyện. Đó, toàn bộ câu chuyện là như vậy đó. Vậy thôi đó hả? Câu chuyện có vậy thôi hả Luna? Chuyện nhỏ chiếu mà làm hết hồn. Chuyện này, cái chuyện này là phải để Mon tính. Mon tính sao? Luna đơn giản luôn. Trong tình yêu, chị gái kia mất tích đâu mấy tháng, tự nhiên giờ xuất hiện kêu so sánh tình cảm Luna, chị gái đó đương nhiên là biết tình cảm của Luna nhiều hơn rồi. Cho nên mình phải cạnh tranh công bằng. Luna phải chiến đấu giành lại tình cảm cho mình, đúng không em? Mon nghĩ sao vậy Mon? Ủa chứ sao? Người ta yêu nhau mấy năm? Ba năm. Còn Luna với Bảo thì sao? 3 tháng. Hỏi làm sao, thử hỏi làm sao, thời gian nó như thế nào? Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà Luna nè, ta nói tình yêu người ta không có đong đầy bằng thời gian. Người ta yêu nhau sâu đậm đến mấy thì thời gian là không là vấn đề. Cho nên Luna phải cố gắng lên bảo vệ tình yêu của Luna. Luna đúng không? Biết phải làm gì không? Lướt qua bên cạnh anh.
thế thôi. Ta hãy yêu nhau như nắng yêu mưa, dẫu không thể bên nhau nữa, hạnh phúc trong mơ đã mãi mãi xa mà. Nước mắt em rơi bóng dáng xa xôi sẽ luôn yên trong trái tim.